cái mùi gì mà nó khấm khấm, nó thum thủm vậy? Ủa, con đi làm mới về hả? Nay bạn nó nấu cái quái gì nữa vậy? Trời ơi, cái món này nó ngon lắm á con. Thịt rang với mắm tép á. Cái món này hồi xưa đó hả, thằng Sơn á. Thôi, trước khác giờ khác, má đừng có nhắc tới cái chuyện ngày xưa nữa. Món gì mà vừa mặn vừa không tốt cho sức khỏe. Thôi, cái này ăn vô đâu bụng không chừng á. Trời ơi, ai làm đây, ai ngâm cái áo của tôi mà loang lổ hết vậy đây? Sao thế vợ? Anh coi nè, cái váy em mới mua 2 triệu, bây giờ ai ngâm nước hư hết trơn rồi. Thôi chết, mẹ thấy con mặc á rồi cũng bỏ đó đó. Nên mẹ tính ngâm xà bông để mà giặt cho con. Ai dè, đâu đưa mẹ xem có thể dò được cho con không? Dẹp đi, thà tôi dục. Thật rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Anh, hay là anh đưa mẹ về quê đi, chứ em thấy mẹ ở chung với em không có hợp. Làm vậy sao được em? Hôm nay em cư xử với mẹ như vậy là không được đâu. Có gì em từ từ lựa lời nói với mẹ. Dù sao thì mẹ cũng mới ở dưới quê lên với mình, có nhiều thứ nó cũng khác. Thật sự là cư xử sao, em thấy em chịu hết nổi rồi đó. Anh coi lại mẹ anh đi, cứ quên trước quên sau. Kho cá thì quên tắt bếp, nhà thì quên đóng cửa, rồi đổ nước rửa chén vô xào rau. Anh thấy mẹ anh vậy anh coi được không? Đường đời mẹ đã nuôi anh ăn học nên người, bao nhiêu năm vất vả chăm lo cho anh, anh đã báo hiếu được cái gì chưa? Nên là em không được cư xử với mẹ như vậy nữa đâu đấy. Em quá mệt mỏi rồi, bây giờ anh chọn đi. Một là anh đưa mẹ anh về quê, hai là em với con dọn ra khỏi nhà này. Gánh qua năm dài ngày đắng cay.